Các bạn đang nghĩ đây là quang cảnh từ độ cao 10.000m phải không? Nhưng thật ra đây là ngay sát mặt đất đó. Mời các bạn đến với tổ hợp buồng lái mô phỏng máy bay đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam, hay còn được gọi là SIM, được Vietnam Airlines khai trương vào tháng 8 năm 2018. Hãy cùng xem buồng lái có giá trị lên đến hàng chục triệu đô này có gì đặc biệt nhé. Hệ thống trang thiết bị giả lập trên SIM luôn sẵn sàng đáp ứng tất cả các bài bay huấn luyện cho phi công. Với công nghệ Visual 3D hiện đại giả lập hoàn toàn tất cả các sân bay của Vietnam Airlines cũng như địa hình, quang cảnh mọi chặng bay trong và ngoài nước. Nhờ có motion 6 chân điều chỉnh mọi chuyển động nên các bạn phi công ngồi bên trong cũng cảm nhận được sự rung lắc không khác gì máy bay thật luôn nha. Mọi thứ trong buồng lái được tính toán như một máy bay thực sự, nhờ đó mà các phi công có thể luyện tập trong sim để trau dồi kỹ năng nhiều hơn. Xem xong clip này, bạn có muốn thử lái máy bay trong vùng mô phỏng này không?